Không thấy pháp tất cánh không, không nương vào pháp tất cánh không mà quán pháp vô vi không, không nương vào pháp tất cánh không mà quán pháp vô tế không, không thấy pháp vô tế không, không nương vào pháp vô tế không mà quán pháp tất cánh không, không nương vào pháp vô tế không mà quán pháp vô tán không. Không thấy pháp vô tán không, không nương vào pháp vô tán không mà quán pháp vô tế không, không nương vào pháp vô tán không mà quán pháp bản tính không, không thấy pháp bản tính không, không nương vào pháp bản tính không mà quán pháp vô tán không, không nương vào pháp bản tính không mà quán pháp tướng không. Không thấy pháp tướng không, không nương vào pháp tướng không mà quán pháp bản tính không, không nương vào pháp tướng không mà quán nhất thiết pháp không, không thấy nhất thiết pháp không, không nương vào nhất thiết pháp không mà quán pháp tướng không, không nương vào nhất thiết pháp không mà quán pháp vô tính không, không thấy pháp vô tính không, không nương vào pháp vô tính không mà quán nhất thiết pháp không, không nương vào pháp vô tính không mà quán pháp vô tính tự tính không, không thấy pháp vô tính tự tính không, không nương vào pháp vô tính tự tính không mà quán pháp vô tính không. Này Xá Lợi Tử, khi đại Bồ Tát ấy tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa quán như vậy rồi, gọi là nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát. Thiện Hiện nói tiếp: Này Xá Lợi Tử, khi các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, nghĩa là đối với sắc và danh nên biết không nên chấp trước, đối với thọ tưởng hành thức và danh nên biết không nên chấp trước, đối với nhãn xứ và danh nên biết không nên chấp trước, đối với nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ và danh nên biết không nên chấp trước, đối với sắc xứ và danh nên biết không nên chấp trước, đối với thanh hương vị xúc pháp xứ và danh nên biết không nên chấp trước, đối với nhãn giới và danh nên biết không nên chấp trước, đối với nhĩ tỷ thiệt thân ý giới và danh nên biết không nên chấp trước, đối với sắc giới và danh nên biết không nên chấp trước, đối với thanh hương vị xúc pháp giới và danh nên biết không nên chấp trước, đối với nhãn thức giới và danh nên biết không nên chấp trước, đối với nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới và danh nên biết không nên chấp trước, đối với bố thí ba la mật đa và danh nên biết không nên chấp trước, đối với tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa và danh nên biết không nên chấp trước, đối với bốn tịnh lự và danh nên biết không nên chấp trước, đối với bốn vô lượng bốn định vô sắc và danh nên biết không nên chấp trước, đối với bốn niệm trụ và danh nên biết không nên chấp trước, đối với bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo và danh nên biết không nên chấp trước, đối với năm loại mắt và danh nên biết không nên chấp trước, đối với sáu phép thần thông và danh nên biết không nên chấp trước, đối với mười lực Phật và danh nên biết không nên chấp trước, đối với bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả 18 pháp Phật bất cộng và danh nên biết không nên chấp trước. Như vậy, này Xá Lợi Tử, khi các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với tâm Bồ Đề và danh nên biết không nên chấp trước, đối với tâm vô đẳng đẳng và danh nên biết không nên chấp trước, đối với tâm quảng đại và danh nên biết không nên chấp trước. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì tâm ấy chẳng phải bản tánh thanh tịnh của tâm. Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, sao gọi là bản tánh thanh tịnh của tâm? Thiện Hiện trả lời, bản tánh của tâm không tương ưng chẳng phải không tương ưng với tham, chẳng tương ưng chẳng phải không tương ưng với sân, chẳng tương ưng chẳng phải không tương ưng với si, chẳng tương ưng chẳng phải không tương ưng với kiết sử tùy miên, kiến thú và chướng, chẳng tương ưng chẳng phải không tương ưng với tâm thành văn độc giác. Này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát biết tâm với bản tánh thanh tịnh như vậy. Xá Lợi Tử lại hỏi Thiện Hiện, tâm ấy chẳng phải là tánh của tâm hay sao? Thiện Hiện hỏi lại, chẳng lẽ trong tánh của tâm có tánh vô tánh có thể đắc sao? Xá Lợi Tử nói với Thiện Hiện, không có. Thiện Hiện trả lời, chẳng phải trong tánh của tâm có tánh không tánh đều bất khả đắc.
Vì sao có thể nói tâm ấy là có hay không có tâm tánh? Xá Lợi Tử lại hỏi Thiện Hiện, những gì là chẳng phải tánh của tâm? Thiện Hiện trả lời, với tất cả pháp không biến đổi, không phân biệt, đó gọi là chẳng phải tánh của tâm. Xá Lợi Tử hỏi, chẳng lẽ tâm không biến đổi, không phân biệt, mà những pháp khác cũng không biến đổi, không phân biệt hay sao? Thiện Hiện trả lời, nếu tâm không biến đổi, không phân biệt, thì sắc thọ tưởng hành thức cũng không biến đổi, không phân biệt. Nếu tâm không biến đổi, không phân biệt, thì nhãn xứ cho đến ý xứ cũng không biến đổi, không phân biệt. Nếu tâm không biến đổi, không phân biệt, thì sắc xứ cho đến pháp xứ cũng không biến đổi, không phân biệt. Nếu tâm không biến đổi, không phân biệt, thì nhãn giới cho đến ý giới cũng không biến đổi, không phân biệt. Nếu tâm không biến đổi, không phân biệt, thì sắc giới cho đến pháp giới cũng không biến đổi, không phân biệt. Nếu tâm không biến đổi, không phân biệt, thì nhãn thức giới cho đến ý thức giới cũng không biến đổi, không phân biệt. Nếu tâm không biến đổi, không phân biệt, thì địa giới cho đến thức giới cũng không biến đổi, không phân biệt. Nếu tâm không biến đổi, không phân biệt, thì vô minh cho đến lão tử cũng không biến đổi, không phân biệt. Nếu tâm không biến đổi, không phân biệt, thì bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa cũng không biến đổi, không phân biệt. Nếu tâm không biến đổi, không phân biệt, thì bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo cũng không biến đổi, không phân biệt. Nếu tâm không biến đổi, không phân biệt, thì năm loại mắt, sáu phép thần thông cũng không biến đổi, không phân biệt. Nếu tâm không biến đổi, không phân biệt, thì 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng cũng không biến đổi, không phân biệt. Nếu tâm không biến đổi, không phân biệt, thì cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề cũng không biến đổi, không phân biệt. Bấy giờ Xá Lợi Tử khen Thiện Hiện, lành thay, ông nói rất đúng, ông đúng là một Phật tử, từ tâm Phật sanh ra, từ kim khẩu Phật sanh ra, từ pháp Phật sanh ra, từ pháp giáo hóa sanh ra, nhận phần Phật pháp, không nhận phần tài sản. Ở trong pháp Phật được tự thân chứng tuệ nhãn hiện tiền, có thể giảng nói bất cứ điều gì. Phật thường nói, trong chúng thanh văn, ông là người đệ nhất về việc trụ vào định vô chánh. Những gì Phật nói ra chân thật bất hư, các đại Bồ Tát nên học bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy. Này Xá